Dạ, Cường xin mến chào bà con cô bác và quý mạnh thường quân. Hôm nay cũng là ngày 10 tháng 5 thì Cường cũng trở lại ngôi nhà của cô Xuyên, thì cũng mới vừa mất hơn tuần rồi thì hưởng thọ 53 tuổi ở tại xã Trường Thánh. Cường có tải những cái đoạn clip lên gia cảnh cô cũng lựa khó khăn, nhà cửa sụp sệ thì trong lúc cô qua đời đó thì cũng không có tiền có bạc nha bà con cô bác. Thì do cái hoàn cảnh rất là khó khăn thì cũng được sự yêu mến của các bà con, của bác có cái lòng hảo tâm đến hoàn cảnh. Thì hôm nay thì Cường cũng xin trở lại để chia sẻ cho bà con, của bác. Thì phía sau Cường thì các cô chú cũng đang tháo nhà. Thì hôm nay thì Cường cũng xin thông báo cho bà con, của bác. Thì bữa nay thì cũng là ngày khởi công ngôi nhà của cô Xuyên. Thì hôm nay thì cũng được chú Sáu thì cũng bà con bên vợ với Cường ha, thì được một mạnh thường quân chỗ anh Hai Sơn ở ấp Trường Bình nha bà con các bác, thì cũng gửi cho gia đình của cô Xuyên. Thì do cái nhà này thì cũng được người chồng, đó là chú Mên á, chồng chú Mên của cô Xuyên đó, thì cũng ở ngôi nhà này thì còn sống để phụ đốt nhang khói này. Phía bên trong thì đây là cái bàn thờ của cô Xuyên nè quý anh chị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì cô Xuyên bữa nay cũng đến để thăm cô Xuyên, thì cũng mong cô cũng sớm được siêu thoát. Thì bữa hổm chỗ đám rồi đó bà con cô bác, thì vợ Cường cũng có đi mua giùm cho cái tủ mà người chồng chú Mên đó, thì để thờ cô Xuyên nè. Thì giờ thấy cũng cao ráo rồi, cũng gọn nè ha. Thì cái nhà phía bên trong này cũng rất là hư hao hết rồi quý anh chị, cũng che tấm cao su tạm bợ không à. Đó, ở phía dưới cũng là đất nữa ha. Rồi cái cây cột này cũng thấy Cường thấy cũng rất là nghiêng nè, nó nghiêng bên. Cái này tháo bữa nay gọn chứ sao? Rồi. Rồi ạ. Bữa nay ráng cho rồi, để ngày mai tôi chỉnh cái cột lại. Cái này ấy bị nhà nó siêu rồi. À. Siêu. Tức là mình tháo xong rồi mình mới đào cái cột cho nó, rồi chỉnh cho nó đứng lại. Ừ, tháo cột rồi chỉnh lại đứng cho nó đứng lại thì đàng hoàng, mới ngày mai thêm cái cột nữa bác, hai cây cột nữa. À, vậy là thêm hai cây đúng không? Hai cây. Thì mình có sẵn là bốn cây phải không? Có bốn cây sẵn. Rồi. Vậy là cái hai cây mặt tiền với hai cây cột cái. Vậy là còn ủa mình có hai cây cột sau nè, là thêm nào nữa? Có hai cây phụ. Vậy là thêm hai cây phụ nữa. Hai cây phụ. Ở đây cây. À. Cây nó cây. À. Thì nó xa quá không có. Không có cái chỗ giữa ha. Cho mà miếng nó là thái bằng sản phẩm. Bà này mới thêm sâu khoan. Phía trên thì cũng có người đang tháo toan hả quý anh chị. Đó. Cái nhà này thì theo Cường quan sát thì cái phần bàn tay thì mình vẫn còn xài được. Chỉ có nó hư một vài cây thôi. Ồ, cái này có máy trước thì còn cây vậy thôi, máy sau thì cây tre không được, mấy cái tre yếu quá. Này cột cái gì đó nghiêng. Ngày xưa mình đào cột thì chỉ có mà mình đã dầm đất vô thôi, thì bây giờ nó lâu quá nó siêu á. Cái mền nó mất tiêu. Nó kiên tấm khné. Đó, đây phía trước đây là chồng chú Mền. Chú Mền thì cũng là người chồng của cô Xuyên cái gì. To này nát hết trơn luôn rồi. Cái này được máy ở trước thì nó cây ha, ở sau là tre, đồng tay á. Ở trước cây dầu.
Mà cái dầu nó dột rồi nó cũng mục luôn rồi. Thì phải nói thì hiện nay thì trên đất nước chúng ta thì tỷ lệ bà con khó khăn cũng rất là nhiều. Thì những mảnh đời thì còn rất là nhiều bất hạnh. Thì về cái nhà ở, rồi sức khỏe, rồi chế độ ăn uống dinh dưỡng, rồi chế độ được chăm sóc thì cũng rất là thiếu thốn. Trượt đại đây, ừ, đẩy đại cho nó rớt xuống cũng được. Hả? Ờ, cái này dắt mình được mới nè. Dắt được mới. Đi trên đồng tay ôi. Con này mục quá, ơ, con này mỏng quá. Ha. Ừ, mỏng. À. Tính giờ bên đây qua bên kia giờ không chưa dám rời. Kìa nó. Ôi. À, phải điện xin phép người ta mới được. Cứ anh em làm cứ từ từ đi chứ được cái gớt chảnh là được rồi. Rồi. Chứ bây giờ qua bển thì không được đâu. Mở chút kiếm gì cao su gì che á. Đó rồi tháng cao su đó che hả? Rồi. Che bả đỡ đi rồi. Làm xong rồi mình. Còn thôi chút tháo chút bên chút tháo cây ra mình làm cái chòi nhỏ á. Chút tháo cây ra làm cái chòi nhỏ chỗ nào á? Ở trước á. Vậy đó rồi giờ là làm đại 2-3-4 tấm gì đó khiên cô để ở ngoài chứ vậy là cái đồng tay nè, chút lấy mấy cái đồng tay với mấy cái tre mình tháo xuống nè. Không kiếm mai kiếm mình em lại làm nó rồi đất là mình Ồ cái bụi tre này phải chặt bớt nha, nó quá trời nhánh luôn à. Chứ không chặt không thôi là nữa. Tại biết sao nó cái lá nó rớt lên nó mau một con đó. Cái này nhà của chú Mơ ở trên đó là rất nhiều cái lá tre anh chị, thế giờ nấm nó mọc luôn. Nhà này cũng tới luôn. Hôm nay mình được khởi công cái ngôi nhà của một mạnh thường quân đó, rồi mình cảm giác như thế nào của mình có mà chia sẻ với bà con không? Vậy là cho vị anh em cho vị cũng quá mừng. Dạ. Rồi mừng bà con, cảm ơn bà con cô bác ở trong mạnh thường quân. Đây là mình ai cắt cho chú Sơn, mạnh thường quân nào? Bên chú Sơn cắt. À chú Sơn nha. Chú Sơn bên bản cắt. Bên Trường Bình là gì? Ấp Trường Bình. Ấp Trường Bình bản thắng mình á. Dạ. Cắt cho rồi giờ rất là cảm ơn. Dạ. Rồi. Thì cũng ngôi nhà này cũng để dành để thờ cô ha, đúng che rồi, nắng che mưa này kia ha. Chú Sơn là để dành Sơn cho là để dành thờ bà thôi. Đúng, dạ dạ. Thì do cái ngôi nhà nó do cái ngôi nhà nó hư hết rồi nặng đó, thì cũng gia đình anh Hai Sơn cũng giúp người chồng chú Mên cũng làm để che nắng che mưa thì cho được cho ngôi nhà ấm cúng. Thì bên cạnh đó thì
cũng nơi thờ cô cũng không còn mưa giọt nữa, cũng rất là quý báu. Thì Cường cũng xin thay mặt quý gia đình cũng xin chân thành cảm ơn cũng quý mạnh thường quân cũng đã yêu mến bà con nghèo. Thì đặc biệt thì gia đình chỗ cô Siên, thì cô Siên cũng qua đời trong cái sự rất là đau đớn, vừa gia cảnh khó khăn thì vừa cũng rất là nối tiếc trong cái bối cảnh. Thì lúc đó thì Cường cũng chứng kiến cái hơi thở cô từ từ mà trong mỗi giây phút không còn nữa, quý anh chị. Cường cũng rất là đứt ruột. Thầy ơi, bắt chưa? Lấy cái dao giao cho mà. Ồ, gạo này không che kỹ, mưa nó ướt ra cho mình ơi. Ừ, ngồi lấy qua bển mà. Gạo cho để gửi bển đi. Bển được. Ờ. Chứ còn để gạo trên này là mưa là ướt hết. Ướt hết. Rồi còn bả là mình đậy lại đó thôi. Ừ. Đậy kiếm gì đậy lại, bằng đêm đậy lại cho ra không mưa thì mình lấy ra. Mưa thì mình đậy lại cho bả. Chắc ướt là được. Không, chút nữa tháo ra cầm 4 cây đi rồi che cái gì ở trên mà. Để sợ mưa á. Che lên trên này ha. Cầm 4 cây đó rồi lấy cái tấm bạc tháo này luôn nè. Hay đó mình che lại. Mưa không được đâu. Có như mình để trên này luôn, đỡ đi ha. Cái đệm mà dùm than nó dở, có dở gì đâu. Cái chỗ này khoan nó dở. Cái đó nó đâu có dướng gì đâu. Không có dướng gì đâu. Ha. Vì nữa che cái bạc ở trên. Che chỗ này thôi. Chỗ này nè. Thôi miếng ga này che thôi nè. Có miếng ga bự quá Cường ơi. Tính bằng cái tủ như nè. Bằng cái tủ vậy thôi. Biết từ đó là tới để che mát cho bả thôi, chứ được cho mưa được. Được để ra là không được. Khó khăn quá. Khó khăn quá trời rồi, để không được đâu rồi. Bây giờ để anh em mình dùng nước mưa dùng. Cái đó khoan tháo cái gì chặt che sơ sơ hả, tháo toàn nó xuống để thôi mình chạy, không có tháo toàn rồi không có chỗ, không có chỗ đứng, không có chỗ đứng á. Kêu anh Thái chặt cái gì. Chặt mấy cái nhánh nó luôn, chặt sơ sơ cho rồi đi, chặn mình còn chỗ đứng nè. Dạ toàn một cái rồi. Thì hôm nay cũng là ngày 10 tháng 5 năm 2022, thì Cường cũng trở lại ngôi nhà của cô Siên. Thì cũng xin thông báo với anh vị Phật tử và bà con, thì cũng đặc biệt thì cũng Mạnh Thường Quân cũng thêm cái video này, thì để Cường ghi hình lại cũng cho quý anh chị, cũng như là trong cái quá trình mình làm ngôi nhà cho người chồng của cô Siên đó quý anh chị. Thì hôm nay Cường cũng xin cũng rất là mừng, thì cũng được cái nghe cái thông tin, thì cũng gia đình chú Mên thì cũng được ngôi nhà. Thì đám thì cũng đã làm rồi, thì đám tầng cũng đã làm rồi, thì công việc cũng rất là suôn sẻ, thì cái chi phí thì cũng không thiếu thốn gì, thì cũng được sự giúp đỡ của tất cả quý anh chị và bà con của bác, thì cũng rất là vui mừng. Thì hôm nay Cường cũng để thông báo cho anh chị cái ngày khởi công gì đó, thì để cùng vui cùng gia đình. Thì Cường cũng xin kết thúc video, thì cũng xin chúc tất cả bà con của bác và quý Mạnh Thường Quân luôn dồi dào sức khỏe. Tháo hết luôn để người ta chỉnh cái cột lại. Mặt tiền nó tháo luôn, chứ không tháo vào cái cột này nó xéo nè, cột này xéo đâu nó khó lắm. Mà tháo nhẹ nhẹ đi, để cái nào tận dụng được thì tận dụng. Cái này là tháo ra là rồi. Còn cây thì còn chỉnh thôi, còn thôi là rồi. Con thấy là mục hết rồi, nó nát tét bét hết trơn. Con này bán phế liệu luôn.